Cái suối nó toàn một loại như này nhỉ anh nhỉ? Có cá khác vậy anh. Loại khác. Nhưng mà mình chưa bắt được. Đây, người ta gọi là cá heo á. Cá heo à? Cá sắt đấy. Bơi đi dân ơi, mặc đùi bơi đi, cái để bao lâu đấy được. Nhiều cá chưa? Ồ, chụp lăng giác là thằng em rồi. Chụp kia với đi là cũng lên mà chụp. Một cá đã to này. Bà nằm đồ đá rồi. Cá như kiểu gọi cá mương mương ở ngoài em ấy. Đúng rồi. Cá mương. Cá mương này anh. Ừ, cá mương. Ừ, cá này ngon lắm. Nhưng mà bên em mà kêu con cá này cá trắng. À, cá trắng. Nhưng mà ngoài em gọi cá mương nhưng mà nó bé lắm. Được con to này là to lắm rồi đấy. Nhìn con này này. Rớt điện thoại á. Dạ. Em cầm đây. Rớt xuống đây là khỏi tim luôn. Sao anh không mua cái kia mà nó cắm à? Để vào chỗ rồi. Có cái cắm đây. Đây, để đây. Đây em có cái cắm đây.